Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chương 5. Chương 5 chúng ta sẽ học về lệnh gán tín hiệu tuần tự của ngôn ngữ VSDL. Nội dung chúng ta học bao gồm có 9 phần. Và trong đó thì có những phần quan trọng và có những phần giới thiệu. Thì chúng ta sẽ học 6 phần đầu là những phần chính, còn 3 phần 7, 8, 9 là những phần phụ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thứ nhất là chúng ta sẽ giới thiệu. Thì các lệnh tuần tự thì nó sẽ được thực hiện một cách tuần tự. Và các lệnh tuần tự này thì nó không phù hợp hay là nó không tương thích với cái mô hình thực hiện đồng thời của cái VSDL, của cái ngôn ngữ VSDL. Các lệnh tuần tự này phải được bao bọc trong một cái cấu trúc và được biết như là process. Cái này chúng ta đã gặp ở cái chương 2 khi chúng ta nói về lập trình mô tả hành vi trừu tượng. Và khi đó chúng ta phải lập trình tuần tự và đã gặp cái quá trình đó chính là process. Chức năng chính của các lệnh tuần tự là để mô tả và mô hình hóa các hành vi trừu tượng của mạch điện. Abstract behavior là hành vi trừu tượng. Và khi chúng ta dùng cái ngôn ngữ hay là dùng cái cách thức các lệnh tuần tự để thiết kế mạch thì nó sẽ không có ánh xạ một cách rõ ràng giữa các lệnh tuần tự và các thành phần phần cứng. Thì ở chương 4 chúng ta đã biết rằng là khi chúng ta dùng các lệnh đồng thời thì các lệnh đồng thời khi ánh xạ sang phần cứng thì nó rất là rõ ràng, không có trừu tượng. Còn ở cái ngôn ở cái cách thực hiện tuần tự thì nó mô tả hành vi trừu tượng. Và chúng ta đã từng nghe là cái việc ánh xạ sang phần cứng không rõ ràng, hay nói chung là nó khó hiểu hay trừu tượng. Nhiều lệnh, some statements là nhiều lệnh, và nhiều cái phong cách lập trình. Coding style là cái style, là cái phong cách. Coding là lập trình, mã hóa. Thì nhiều cái lệnh và nhiều phong cách lập trình rất khó và thậm chí là không thể tổng hợp được. Có nghĩa là không xây dựng được mạch điện nếu bạn lập trình quá phức tạp ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 5.1. Chúng ta sẽ nói về quá trình của cái ngôn ngữ VSDL. Và trong phần này chúng ta sẽ có 3 cái phần chính. Chúng ta sẽ giới thiệu về quá trình. Chúng ta sẽ nói về quá trình với một cái danh sách nhảy, process with a sensitivity list, và quá trình với lệnh query. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết một. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần 5.1. Chúng ta sẽ nói về phần giới thiệu. Quá trình là một cái cấu trúc của cái ngôn ngữ VSDL mà nó chứa một tập hợp các cái hoạt động được thực hiện một cách tuần tự. Các hoạt động này được biết như là các lệnh tuần tự. Và bản thân quá trình chính nó là một lệnh tuần tự. Có nghĩa rằng cái lệnh tuần tự này chúng ta đặt trong một cái kiến trúc, bên trong nó chứa bao cái process này đặt trong xin lỗi cái process này bản thân nó là một lệnh đồng thời. Thì trong cái process này chúng ta viết nằm trong kiến trúc, và trong cái process này chúng ta có thể viết bao nhiêu lệnh tuần tự thì tùy, nhưng nó được xem như là một lệnh đồng thời. Các lệnh tuần tự thì nó chứa đựng sự đa dạng của các cấu trúc và nó chỉ tồn tại bên trong một cái quá trình mà thôi. Việc thực hiện bên trong một cái quá trình là tuần tự, và do đó thứ tự của các lệnh rất là quan trọng. Chúng ta hôm trước chúng ta đã gặp ở chương 2 thì chúng ta nói về các lệnh đồng thời. Thì các lệnh đồng thời cái thứ tự của nó là không quan trọng. Chúng ta có thể xáo trộn các lệnh, nhưng ở đây các lệnh tuần tự thì nó rất là quan trọng và bạn không thể nào xáo trộn được. Và như vậy thì hai vấn đề tuần tự và đồng thời nó ngược nhau. Ta còn nhớ lại trong chương 2, thứ tự của các lệnh là không quan trọng. Đây, tôi có nêu lại cái nội dung ở chương 2 mà chúng ta đã gặp. Chúng ta có 5 lệnh gán và chúng ta có thể tráo đổi hay là sắp xếp một cách không theo thứ tự thì mạch vẫn không đổi. Nhưng bây giờ nếu chúng ta lập trình theo dạng tuần tự thì sự xáo trộn đó sẽ gây ra sai. Ta tiếp tục với phần 5.1.1. Chúng ta sẽ đi khảo sát cái việc sử dụng và tổng hợp các cái lệnh tuần tự trong cái chương này, bao gồm những lệnh như sau. Thứ nhất là lệnh đợi, where statement. Rồi lệnh gắn tín hiệu tuần tự, lệnh gắn biến, lệnh if, lệnh khơi, và vòng lập for loop đơn giản. Đó là nội dung chúng ta sẽ học.
Quá trình process có hai dạng cơ bản. The process has two basic forms, tức là có hai dạng cơ bản. Dạng thứ nhất, the first form. Thì dạng thứ nhất này nó có danh sách nhảy nhưng nó sẽ không có lệnh query nằm bên trong cái process đó. Dạng thứ hai thì nó có một hoặc nhiều lệnh query nhưng không có danh sách nhảy. Như vậy có hai dạng. Thì cái dạng thứ nhất, khi các bạn viết chương trình để thiết kế mạch thì chúng ta thường dùng dạng thứ nhất. Còn dạng thứ hai là dạng dành cho mô phỏng, rất là rõ ràng. Như vậy nói một cách ngắn gọn, dạng thứ nhất có danh sách nhảy thì dùng để viết chương trình thiết kế mạch. Còn dạng thứ hai là dành cho mô phỏng thì không có danh sách nhảy và nó có lệnh query. Và như vậy thì lệnh query là lệnh mà dành cho mô phỏng, và cái này chúng ta đã được giới thiệu ở chương 1 và chương 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai của phần 5.1. Chúng ta sẽ nói quá trình với cái danh sách nhảy, process with the sensitivity list. Cái cú pháp của cái quá trình với danh sách nhảy được trình bày như sau. Cái này chúng ta đã gặp ở chương 2 luôn rồi. Process sensitivity list là nó liệt kê các cái tín hiệu nhảy, là cái tín hiệu mà cái mạch điện này, tín hiệu ngõ vào mà cái quá trình này sẽ xử lý. Tiếp theo là phần declaration, phần này là dùng để khai báo biến. Và tiếp theo là begin và end của process, thì chính giữa nó là các lệnh tuần tự, sequential statement. Và cái này chúng ta đã gặp, và các bạn nên nhớ, các bạn phải học thuộc cái cú pháp này để chúng ta có viết trên đúng cú pháp, và trong quá trình kiểm tra quá trình thì chúng ta có kiểm tra về cú pháp của cái process. Và đây là cú pháp khai báo của kiến trúc mà chúng ta đã biết. Thì kiến trúc cũng có phần declaration dùng để khai báo tín hiệu, khai báo các thành phần. Và để phân biệt cái lệnh sequential statement và concurrent statement thì chúng ta nên nhớ rằng concurrent statement nó nằm trong kiến trúc, đó là các lệnh đồng thời. Còn các lệnh tuần tự chỉ nằm trong process. Và chúng ta thường nhầm lẫn, chúng ta đem lấy lệnh tuần tự chúng ta đặt ra ngoài kiến trúc, rồi chúng ta lại lấy lệnh đồng thời chúng ta lại đặt trong tuần tự, trong cái process là sai. Và như vậy khi chúng ta làm mà sai như vậy thì chúng ta sẽ mất điểm cả cái bài vì nó sai hoàn toàn. Và như vậy chúng ta cần phải tránh, và muốn tránh được thì chúng ta phải nhớ và học thuộc các cái cú pháp khai báo này một cách chính xác. Khi một cái process của cái VHDL được kích hoạt, hay là cái process của VHDL được bị kích hoạt khi có một cái tín hiệu trong cái danh sách nhảy thay đổi giá trị của nó, giống như là một cái mạch điện đáp ứng với một cái tín hiệu ở ngõ vào. Mỗi khi mà cái process bị kích hoạt thì các lệnh của nó sẽ được thực hiện một cách tuần tự cho đến khi kết thúc cái process đó. Cái process thì sau đó sẽ ngừng, suspend dịch là treo, là ngừng cho đến khi chờ sự thay đổi của tín hiệu tiếp theo, hay là sự chờ sự thay đổi tiếp theo của tín hiệu. Nói tóm lại, trong một cái process nó có các danh, có các tín hiệu trong danh sách nhảy, và cái process này được kích hoạt khi một hoặc nhiều cái tín hiệu trong danh sách nhảy nó thay đổi, và các lệnh sẽ được thực hiện tuần tự cho đến khi kết thúc, và cái process này sẽ ngừng chờ cho đến khi có sự thay đổi tiếp theo của một hoặc nhiều tín hiệu. Thì khi chúng ta giải thích chương trình thì chúng ta nói khái niệm là tuần tự từ trên xuống dưới, nhưng thực chất cái process này sẽ được xây dựng mạch điện, và khi xây dựng mạch điện rồi thì nó dùng các cổng logic, và khi đó nó không còn cái trình tự từ trên xuống dưới. Khi chúng ta giải thích, chúng ta lý luận thì chúng ta dùng cái khái niệm tuần tự. Một cái process đơn giản với lệnh gán tín hiệu duy nhất. Đây, chúng ta xem có 3 tín hiệu A, B, C, I thuộc kiểu dữ liệu STD, logic, vân vân. Và cái process này có danh sách nhảy là 3 tín hiệu A, B, C. Begin, chúng ta sẽ gán tín hiệu I bằng A, N, B, N, C. Như vậy thì lệnh cái process này có một lệnh gán tín hiệu duy nhất. Bây giờ chúng ta sang phần thứ 3. Chúng ta sẽ nói về cái process với lệnh query, tức là cái process dành cho mô phỏng. Một cái process với lệnh query thì nó có một hoặc nhiều lệnh query nhưng nó không có danh sách nhảy, no sensitivity list.
Lên quê thì có các dạng như sau. The way statement has several forms. Có vài dạng như sau. Lệnh quê on signal, lệnh đợi cho đến khi có một tín hiệu thay, lệnh đợi một cái tín hiệu thay đổi. Lệnh chờ cho đến khi một biểu thức là đúng, lệnh chờ một khoảng thời gian, wait for. Như vậy wait on, wait until, wait for. Có ba lệnh quê cho dùng cho mô phỏng, Ví dụ về lệnh quê. Ví dụ như chúng ta gắn y bằng a and b and c. Rồi sau đó thì chúng ta đợi. Nếu ba tín hiệu ABC này không thay đổi thì cái lệnh quê nó sẽ đợi, và lệnh quê này chỉ thoát khi một trong ba tín hiệu AB hoặc C thay đổi. Rồi thì như vậy chúng ta đã xong cái phần process, phần quá trình. Và như vậy tóm tắt lại, chúng ta có hai dạng. Dạng thứ nhất là dành cho thiết kế mạch, dạng thứ hai là dành cho mô phỏng. Dành cho thiết kế mạch thì khi viết chương trình phải có danh sách nhảy và không có lệnh quê. Còn dành cho mô phỏng thì khi viết chương trình thì không có danh sách nhảy nhưng có lệnh quê, chỉ dùng để viết chương trình mô phỏng. Và bây giờ chúng ta sang phần 5.2. Chúng ta sẽ nói về lệnh gán tín hiệu tuần tự. Cú pháp của lệnh gán tín hiệu tuần tự, signal name được gán bằng projected waveform. Và cái này chúng ta đã gặp ở phần chương 4. Thực ra nó chính là lệnh gán tín hiệu. Lệnh gán tín hiệu được đặt trong process thì xem như là lệnh gán tín hiệu tuần tự, nhưng thực chất nó là lệnh gán tín hiệu. Và chúng ta đã biết cái projected waveform thì nó gồm có hai mệnh đề. Mệnh đề biểu thức giá trị, expression, và mệnh đề biểu thức thời gian trễ. Và chúng ta đã nói rồi, thời gian trễ không thể tính toán được, cho nên chúng ta xem như là dùng cái thời gian trễ mặc nhiên là delta delay. Và khi đó cú pháp được viết lại là signal name được gắn bằng value expression. Và cái này thì chúng ta đã gặp rồi, cho nên chúng ta đi nhanh. Và chú ý, các lệnh gắn tín hiệu đồng thời và lệnh gắn lựa chọn thì không thể được dùng trong cái process. Thì cái này hồi nãy tôi đã đề cập, bạn không được đặt các lệnh đồng thời. Lệnh gán tín hiệu có điều kiện hoặc lệnh gán tín hiệu có lựa chọn trong các process. Nhưng lệnh gán tín hiệu đơn giản thì được, và nó sẽ trở thành lệnh gán tín hiệu tuần tự. Nếu một cái quá trình mà có danh sách nhảy thì cái việc thực hiện của các lệnh tuần tự được xem như là một đánh giá trừu tượng duy nhất. Và cái giá trị thật, actual value, của cái biểu thức sẽ được gán cho tín hiệu cho đến khi kết thúc cái quá trình. Nói một cách ngắn gọn, trong một cái quá trình thì cái việc gán tín hiệu chỉ được thực hiện cho đến khi kết thúc quá trình, có nghĩa là thực hiện lệnh gán thứ nhất, lệnh gán thứ hai vân vân, nhưng mà nó chỉ có hiệu lực cho đến khi kết thúc thì nó mới gán. Và đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải nhớ để mà khi chúng ta giải thích chương trình một cách rõ ràng. Và nó cũng có nhiều cái vấn đề ảnh hưởng đến cái phát biểu vừa rồi. Bên trong một cái quá trình, một tín hiệu có thể được gán nhiều lần. Inside a process, a signal can be assigned multiple times, được gán nhiều lần. Nếu tất cả các lệnh gán với cùng một thời gian trễ là delta thì chỉ có lệnh gán sau cùng là xảy ra hay là có hiệu lực. Như vậy giả sử ta có 3 lệnh gán cho cùng một tín hiệu thì chỉ có cái lệnh gán sau cùng là có hiệu lực, còn những lệnh gán khác xem như là không có tác dụng. Tại sao vậy? Là bởi vì tín hiệu không được cập nhật ngay, mà nó phải chờ cho đến khi kết thúc cái quá trình. Because the signal is not updated until the end of the process. Và chúng ta đừng bao giờ giả sử rằng là nó có giá trị trung gian. Tức là nó không có gán những giá trị trung gian, mà nó chỉ gán cái giá trị cuối cùng mà thôi. Và chúng ta có thể xem cái ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn. Ví dụ chúng ta có một cái rosset có danh sách nhảy, các tín hiệu nhảy bao gồm A, B, C, D. Rồi trong cái biểu thức B, trong cái nhánh begin và end của rosset này thì chúng ta có 3 lệnh gán tín hiệu cho Y. Ban đầu thì Y được gán bằng A, O, C, lệnh gán thứ nhất cho tín hiệu Y. Lệnh gán thứ hai Y cũng được gán bằng A and B. Lệnh gán thứ ba Y được gán bằng C and D. Như vậy thì có 3 lệnh gán. Inside a process, a signal can be assigned multiple times. Như vậy thì trong quá trình
bạn được gắn cho một tín hiệu được nhiều lần. Nhưng mà nên nhớ, nếu bạn viết cái này mà ngoài process thì nó sẽ báo lỗi. Ở ngoài process bạn chỉ gắn một tín hiệu mà thôi. Được gắn một lần cho một tín hiệu, bạn gắn nhiều lần nó sẽ sai, nó sẽ báo lỗi. Còn trong cái process thì cho phép điều đó. Nhưng rồi thì với ba lệnh gắn như vậy thì chỉ có lệnh gắn sau cùng là có hiệu lực mà thôi, xem như là hai lệnh gắn ở trên bỏ. Thì có nhiều tài liệu người ta giải thích rằng là lệnh gắn đầu tiên chưa cập nhật giá trị thì lệnh gắn thứ hai đã thực hiện, sẽ thực hiện, và như vậy cái giá trị trước đó sẽ bỏ. Rồi lệnh gắn thứ hai chưa kịp thực hiện thì đến lệnh gắn thứ ba, và lệnh gắn thứ ba thì không có cái gì làm sao đó nữa, cho nên nó đè lên lệnh gắn thứ hai và xem như là nó là lệnh gắn cuối cùng được thực thi. Còn tài liệu này thì người ta nói rằng cả ba lệnh gắn này thì đến cuối process nó mới thực hiện, thì chỉ có lệnh gắn sau cùng là có hiệu lực. Một cách ngắn gọn, only the last assignment takes effect. Và đây là một cái mà chúng ta sau này sẽ gặp rất là nhiều trong quá trình chúng ta viết chương trình. Chúng ta lợi dụng cái tính chất gắn nhiều lần để mà chúng ta lập trình. Và các bạn nên nhớ cái thuộc tính này. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái ví dụ này. Rồi, thì ở đây người ta sẽ gắn cái gì? Chúng ta thấy những cái nhánh màu vàng. Rồi, thay vì chúng ta viết chương trình ifd bằng 1 thì sẽ gắn 1 cho STG, ngược lại thì STG sẽ gắn bằng 0, tức là không thỏa cái điều kiện này thì gắn bằng STG bằng 0. Tương tự cái nhánh when thứ hai, chúng ta có thể chưa biết cái lệnh này, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái cũng một cái nhánh when thứ hai thì cũng dùng lệnh ifd bằng 1 thì gắn STG bằng true, ngược lại thì gắn STG bằng 0. Và như vậy thì trong bốn cái nhánh when 0, 1, 2, 3 này, bạn thấy có bốn cái lệnh gắn, bốn nhánh eo màu vàng đây, và tương đương với bốn lệnh gắn nằm ở bốn nhánh when. Thì người ta lợi dụng cái tính chất đó, người ta sẽ viết chương trình ngắn gọn lại như sau. Người ta ban đầu người ta sẽ gắn 0 cho STG. Người ta quay lại cho nhìn bên trên này một cái ha. Rồi, thì nếu D bằng 1 thì gắn giá trị mới, còn D bằng 0 thì gắn STG bằng 0. Thì ở đây người ta sẽ viết như thế nào? Người ta gắn, ban đầu người ta gắn 0 cho STG. Và trong cái nhánh, từng nhánh bây giờ sẽ làm gì? Nếu D bằng 1 thì cái 1 sẽ gắn cho STG, và như vậy nó sẽ đè lên cái 0 này. Còn nhánh L ngược lại chúng ta không cần phải viết nữa. Như vậy thì bốn cái nhánh màu vàng hồi nãy bây giờ sẽ biến mất trong bốn cái nhánh này, và thay bằng STG bằng 0 ngay từ đầu. Ngay từ đầu ta gắn nó bằng 0. Và nếu nó thỏa điều kiện nào thì ta gắn nó giá trị mới. Còn nếu nó không thỏa điều kiện nào hết thì nó là 0. Như vậy thì cái mục đích của cái việc gắn nhiều lần này được sử dụng để chương trình chúng ta viết ngắn gọn hơn. Như vậy thì tôi đã trình bày xong cái phần 5.1, 5.2. Và chúng ta tạm thời dừng lại tại đây. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về 5.3. Thì chúng ta tạm dừng lại.